Duy Khánh, Duy Tiên, bạn chọn ai? Tiên chọn Kiêu Lê. Rồi Phước. Phước không lẽ chọn Bibi? Quen quá rồi đúng không? Hay là mình chọn... Đúng rồi, chị kia chọn chị. Đúng rồi. Em chọn chị kia đi. Anh chơi với anh. Anh chơi với bạn MC nè. Hai đứa. Không, bây giờ mình cứ chọn trước đi rồi Bibi mình sẽ tính sau. Dạ em chơi với Jackie. Rồi, Ngọc Phước chơi với Jackie. Bây giờ phỏng vấn một chút xíu đã. Vì sao mình không chọn Bibi chồng mà mình chọn Jackie? Dạ em bị nản á. Nản? Dạ, tại vì sau rất là nhiều tập em quay cùng với Bibi thì gần như là tình cảm của em nó không còn nữa. Bắt đầu có những vết rạn, vết nứt trong tình bạn này rồi. Nên là em cũng không tiếp xúc với Bibi nữa. Rồi, vậy bây giờ mời Ngọc Phước qua bên kia đứng. Cuối cùng là ai? Cuối cùng là ai? Rồi, mình qua bên kia cơ đụng của mình. Rồi bây giờ hỏi Tiểu Vi tại sao rất là nhanh nhẹn chọn Duy Khánh? Cái điểm nào ở Duy Khánh khiến cho Tiểu Vi đặt niềm tin là mình sẽ có thể kết hợp tốt với Duy Khánh? Không chơi xấu đội mình, à đội... Ở là sao em? Vi ơi, em hiểu em là sao? Là sao mình được sắp xếp lại câu chuyện xíu? Không phải, tại vì vừa rồi em thấy là anh Vi Vi với lại chị Ngọc Phước là cùng một đội nhưng mà họ chơi xấu với nhau lắm. Tức là anh Vi Vi này nên là em... Dạ em là trường xa. Tức là Vi Vi là giữ nguyên cái phong cách danh hiệu của mình. Dạ. Đúng rồi. Đó thật ra là muốn rèn luyện mọi người á. Muốn cho mọi người có cái tính là quen với cuộc sống, đúng không? Khó khăn của cuộc sống. Rồi, Duyên Khánh là... Rồi, còn Thùy Tiên tại sao lại chọn Vui lên? Tại vì kế bên em. À, vì kế bên em. Có lý do gì đặc biệt hết. Vui, Vui thấy cảm thấy như thế nào khi mà được Thùy Tiên chọn? Dạ, hết vui ạ. Ủa anh, nhiều hơn cả ba. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên được gặp Thùy Tiên ở đây, ở ngoài, nhưng mà Thùy Tiên đã trao một cái cảm giác và một cái lòng tin rất là lớn lên Vui. Bởi vì chỉ vì là như cạnh Thùy Tiên và hai bạn Thùy Tiên rất là hạnh phúc và tuyệt vời ạ. Cảm ơn Thùy Tiên rất nhiều. Rồi, bây giờ còn một BB, người ta chơi cặp mình chơi một mình. Đâu có sao đâu, một mình anh là một cặp rồi. Không, biết chứ ở đây nam nữ không nè. Bây giờ sẽ có một cái đặc biệt nha cho BB. Rồi BB sẽ được chọn bất kỳ một trong 6 người kia luôn. Để họ chơi một lượt xong sẽ chơi chung với BB thêm một lượt nữa. Sao bây giờ mình thấy mình thấy mình muốn ai mất sức hơn một chút xíu mình có quyền chọn. À, để coi nha. Khánh nói gì vậy? Khánh sao chị kêu Phước hả? Hả? Dây hả? Em nói Phước hả? Đâu có đâu. Vậy thì anh sẽ chọn Phước cho dù đi đâu cũng về Nam Vạn luôn Phước ơi. Rồi chúng ta đã có 4 rồi, bây giờ lần chơi như sau, lần chơi sẽ rất là đơn giản. Các bạn có thấy ở đây là một cái rương đựng rất là nhiều thỏi vàng. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ vận chuyển vàng lần lượt từ đây về phía cái rương bên kia. Nhưng làm sao để không có rơi vào tầm ngắm của con robot thợ săn ở giữa sân khấu này. Chỉ cần mà các bạn rơi vào tầm ngắm của nó, hình của các bạn hiện lên trên màn hình LED thì các bạn sẽ bị loại ngay lập tức. Và khi mà loại thì các bạn sẽ phải quay trở về vạch xuất phát để làm lại từ đầu. Và mỗi đội sẽ có 2 phút để thực hiện trò chơi này. Sau 2 phút, đội nào mà vận chuyển được nhiều vàng nhất thì đội đó xem như là phá đảo được cái trò chơi này. Mọi người hiểu chưa ạ? Hiểu chưa? Rồi bây giờ đội nào xung phong chơi trước ạ? Ngọc Phước ạ. Bây giờ vô ai? Ai chọn Ngọc Phước chơi đầu tiên giơ tay lên. Ngọc Phước. 100% rồi, cảm ơn. Xin mời Ngọc Phước và Jay Kim sẽ bắt đầu. Xin mời Ngọc Phước và Jay Kim bên này. Mọi người chúng ta. Bây giờ em không được đổi giày ra. Ủa? Em không được đổi giày đó. Đổi giày ra không tôn trọng khán giả. Đúng rồi. Mày khoan, như lại đồng đội của mình. Ủa? Hả? Nhưng mà Vi có cởi giày không? Không phải, Vi cởi giày là sao? Ai Phước cởi giày là kỳ lắm. Bây giờ Phước quyết định đi, Phước có cởi giày hay không? Lên hình kỳ lắm. Thì thôi mang giày chơi. Nhưng mà làm sao phải cố gắng là vận chuyển được nhiều vàng nhất và không có cản trở mình trong cái việc di chuyển nha. Đúng rồi, trong 2 phút. Rồi bây giờ các bạn về sau cái vạch đỏ này. Để mình sẽ bắt đầu nha, mọi người sẽ quan sát trên màn hình LED. Nếu mà rơi vào tầm ngắm của con robot thợ săn thì lập tức hình của các bạn sẽ hiện lên trên màn hình LED. Những đội khác chúng ta chắc là di chuyển về phía bên này đi ạ. Nó sẽ thuận tiện hơn cho chương trình. Ở trên kia chúng ta sẽ phải quan sát cái màn hình LED để xem thử là các đội chơi có rơi vào ở trên đó hay không. Anh đi một cặp hay là đi một người anh? Một người anh đi gặp ạ.
cái đó là tùy vào đội của mình, mình có chiến thuật của đội mình. Mình đi một người hay đi cặp đó là chiến thuật của đội mình. Miễn làm sao trong 2 phút chúng ta mang được nhiều